Ngày 30 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Thạch Hà vừa bắt giữ 3 đối tượng Lê Văn Sơn 21 tuổi, Trương Đặng Thành Trung 20 tuổi và Đặng Văn Nghĩa 21 tuổi, đều trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi lừa đảo trên không gian mạng bằng thủ đoạn cam kết cung cấp kết quả số lô số đề trúng thưởng trong ngày cho người chơi, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng trước đó công an phát hiện một nhóm đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội facebook zalo mang tên đào mỹ linh võ thị thu trang nguyễn phương linh chuyên quảng cáo giới thiệu là giám đốc trợ lý giám đốc và nhân viên công ty sổ số miền bắc nên biết được số lô số đề trúng thưởng trong ngày nhằm mục đích chào mời những người chơi có nhu cầu qua đó chiếm đoạt tài sản Ngày 27 tháng 11, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, bắt giữ ba đối tượng Sơn, Trung và Nghĩa. Khám xét chỗ ở các đối tượng, Công an thu giữ ba điện thoại di động, ba máy tính để bàn, hai máy in màu, 55 bản hiệu chức danh cá nhân và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã sử dụng Facebook, Zalo để lập ra các tài khoản ảo, mạo danh là người của công ty sổ số kiến thiết miền Bắc, mời gọi người chơi, cam kết các số lô, số đề trúng tuyệt đối với giá bán từ 5 đến 30 triệu đồng, tùy theo gói kết quả. Khi người chơi đồng ý mua số, các đối tượng yêu cầu chuyển trước 50% số tiền. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền thì các đối tượng chặn liên lạc với người chơi. Công an xác định Trương Đặng Thành Trung là người trực tiếp lập ra các tài khoản ảo Facebook, Zalo để đăng hình quảng cáo giới thiệu trên mạng, sau đó cùng Đặng Văn Nghĩa lừa các nạn nhân. Số tiền lừa được sẽ chuyển về các tài khoản ngân hàng do Lê Văn Sơn mua ở trên mạng. Khi tiền về tài khoản, Lê Văn Sơn có trách nhiệm rửa tiền, sau đó đưa lại cho Trương Đặng Thành Trung và Đặng Văn Nghĩa. Sơn được hưởng 10%. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt tới thời điểm bị bắt là hơn 1,2 tỷ đồng.